Trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Thôn An Vẻ, ngày 4 tháng 7 năm 2020. Kính thưa các đồng chí đại diện trong cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trong địa phương, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các quý khách xa gần, kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Văn Thành. Cụ Nguyễn Văn Thành sinh năm 1946, sinh trú quán tại thôn An Vệ, xã Đức Dương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim.